Chiều ngày 8 tháng 6 tại thành phố Uông Bí, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị nghe kết luận của đoàn kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Uông Bí. Dự hội nghị về phía thành phố Uông Bí có các đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Theo thông báo kết luận của đoàn kiểm tra, trong 5 tháng đầu năm 2017, thành phố Uông Bí đã tiếp công dân thường xuyên 89 lượt với 219 người liên quan đến 86 vụ việc. Tiếp công dân định kỳ và đột xuất 162 lượt với 286 người liên quan 162 vụ việc, trong đó có 22 đoàn đông người, 4 vụ việc được đánh giá phức tạp. Đến nay, hầu hết các vụ việc thành phố Uông Bí tiếp nhận qua kênh tiếp công dân đều được quan tâm giải quyết. Đối với việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị, tính từ năm 2016 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017, thành phố Uông Bí tiếp nhận 37 vụ khiếu nại, 1 vụ tố cáo và 910 đơn kiến nghị. Đến thời điểm này, thành phố đã có quyết định giải quyết 30 vụ việc khiếu nại, trong đó có 15 vụ việc công dân khiếu nại lần 2. Qua xác minh, các vụ việc trên đều được thành phố thực hiện đúng, đang thụ lý giải quyết 7 vụ việc, giải quyết dứt điểm 1 vụ tố cáo, kết luận là tố cáo sai. Hầu hết các kiến nghị của công dân cũng được thành phố Uông Bí xem xét giải quyết kịp thời đúng quy định. Thành phố Uông Bí cũng đã tiếp nhận và thực hiện triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giải quyết các nội dung khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, chủ động xây dựng và cụ thể hóa chỉ thị số 06 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới. Hiện nay công tác tiếp công dân được thành phố duy trì nghiêm túc, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố Uông Bí trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, nâng cao chất lượng kỷ cương công vụ trong công tác tiếp công dân, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật đến người dân. Bên cạnh đó, đồng chí Vũ Văn Diện cũng yêu cầu thành phố tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tránh xảy ra tình trạng khiếu kiện về sau. Đối với các khu vực đã giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng dự án, thành phố cần sớm điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đồng thời giải quyết dứt điểm đơn thư kiến nghị để khép kín vụ việc. Đồng chí cũng đề nghị các xã phường của thành phố cần tăng cường tiếp công dân, giải quyết hiệu quả đơn thư kiến nghị ngay từ cơ sở. Đối với các vụ việc khiếu kiện còn lại, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu thành phố rà soát tổ chức đối thoại ngay trong tháng 7 năm 2017.